của đoàn Đức Đội. Vâng. Rất cao thủ. Mình sau trận đấu này sẽ cho máy nghỉ. Vẫn rất nỗ lực. 13. Xin chào anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam. Xin mời mọi người theo dõi trận bán kết 1 giải bóng chuyền nam mở rộng xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 giữa hai đội trong trang phục áo xanh là đội Phú Cường gặp các cầu thủ trong trang phục áo đỏ bên kia lưới là công ty Bảo An. Hai đội sẽ thi đấu với thể thức 3 tháng 2. Trận đấu bắt đầu. Hai đội bắt đầu hiểu. Trận bóng đầu tiên của Văn Duy. Điểm bóng cho Phú Cường 1-0. Đội hình ra sân của Phú Cường trong trang phục áo xanh gần màn hình của các bạn. Cặp đôi chủ công số 4 Quản Trọng Nghĩa, số 10 Bùi Văn Cường. Chuyền hai là Đinh Văn Duy, áo số 1. Điểm bóng cho Phú Cường 2-0 sau pha tấn công chạm chắn của Bảo An ra ngoài. Bóng tấn công rất mạnh của Bùi Văn Cường. Cầu thủ rất tốt của Tiến Nam. Tiến Nam áo số 6 đang công tác tại văn hóa của chính xã Lãng Công. Đội phản công. Điểm bóng cho Phú Cường 3-0. Ba ngoại binh của Phú Cường đó là Bùi Văn Cường, Quản Trọng Nghĩa và Đinh Văn Duy. Ba cầu thủ đang thi đấu trên sân. Số 3 là Duy Thái, số 6 là Tiến Nam và libero là Văn Hiến. Đội hình bên kia sân chuyền hai là thầy giáo Thức, ngoại binh. Hai ngoại binh còn lại là Vi Văn Phúc đến từ Con Cuông Nghệ An, Lê Văn Xuân đến từ Bắc Ninh, đang trong đội hình của tuyển Hà Nội. Còn lại ba nội binh, libero là Kim Hồng. Ba nội binh còn lại là Kim Hoàng, Anh Tuấn. Từ biên 4 của Quản Trọng Nghĩa. Ghi điểm thứ 4 cho Phú Cường 4-1. Phạt bóng tấn công của Đinh Văn Duy. Cho
cho Phú Cường. Đinh Văn Duy là cầu thủ phát bóng tấn công ăn điểm đầu tiên của giải đấu các bạn nhé. Ngày hôm qua Đinh Văn Duy là người đầu tiên phát bóng tấn công ăn điểm trực tiếp 2 điểm. Bóng phát rất mạnh, rất tiếp lại ra ngoài, điểm bóng cho Bảo An 2-5. Người phát bóng lúc này là phụ công Kim Hoàng. Trên sân lúc này chúng ta đã nhận thấy phụ công Anh Tuấn đã vào sân. Phụ công Anh Tuấn của Bảo An đang đeo kính đứng ở biên 2 các bạn nhé. Có một điều đặc biệt trong đội hình của Bảo An là có 4 thầy trò. Đó là thầy giáo thức và 3 học sinh. Duy Thái, Anh Tuấn và Kim Hoàng đều là học sinh của thầy giáo thức. Hiện tại là Duy Thái và Anh Tuấn đang học lớp 12. Còn Kim Hoàng thì đã tốt nghiệp lớp 12 rồi. Bóng ngoài sân. Điểm bóng cho Bảo An. 3-6. Vi Văn Phúc phát bóng tấn công. Tấn công từ hàng sau của Bùi Văn Cường 3-2. Điểm bóng 7-3 cho Phú Cường. Phát bóng lúc này là Quản Trọng Nghĩa. Rất tiếc bóng lại ra ngoài. Điểm bóng cho Bảo An 4-7. Cao lên, tiến ơi, cao, đứng người xuống tiến ơi. Ba hàng sau. Anh thủ rất tốt của Vi Văn Phúc, cơ hội phản công 3-3 của Vi Văn Phúc. Trong sân. Điểm bóng 5-7 cho Bảo An. Rất cao tầm của Bùi Văn Cường. Điểm bóng cho Phú Cường 8-5. Bóng qua tay đánh của đội Bảo An ra ngoài. Điểm Phú Cường 8-5. Một chân sau đầu của Lê Văn Xuân. Điểm bóng cho Bảo An 6-8. Phát bóng cho Bảo An lúc này là anh Tuấn. Anh Tuấn sinh năm 2003, đang học lớp 12. Bung chắn ra ngoài từ pha tấn công viên 4 của Bùi Văn Cường. Điểm bóng cho Phú Cường 9-6. Bóng trong sân và tấn công lao ngắn của Kim Hoàng, một trong ba học trò của thầy giáo thức. Kim Hoàng sinh năm 2000 các bạn nhé. Nó nhanh quá. Điểm bóng cho Bảo An 7-9. Bóng cho Bảo An.
17. Công từ bên này chạm trước khi ra ngoài đã chạm người của chủ công Quảng Nghĩa. Điểm bóng cho Bảo An 80. Phát bóng cho Bảo An lúc này là thầy giáo Thức. Không phải. An Thái. Đó là An Thái. Phát bóng là An Thái. An Thái cũng sinh năm 2003, đang học lớp 12 trường cấp 3 Bình Sơn Sông Lô các bạn nhé. Bóng trong sân sau pha tấn công hàng sau rất uy lực của Bùi Văn Cường. 11-8. Trận bán kết này thì Quảng Nghĩa và Bùi Cường thi đấu phong độ rất cao. Pha tấn công nhanh chóng từ biên 4. Điểm bóng 9-11. Với những đường truyền tinh quái của anh Đức thì dường như không muốn hiểu ý và tăng thú chiếc thể để mang về điểm số cho Bảo An. Chúng ta đang thấy cách biệt bây giờ chỉ là 2 điểm thôi. Người phát bóng lúc này là cũng là một cựu học sinh của trường cấp 3 Bình An Sông Lô. Kim Hoàng sinh năm 2000. Đây là những pha tấn công 3 hàng sau của Bùi Văn Cường. 12-9. Hôm nay phong độ của Bùi Văn Cường và Quản Trọng Nghĩa đang rất cao. Khi Quản Nghĩa và Bùi Cường cao thì sẽ có nhiều phương án tấn công cho chuyền hai Đinh Văn Duy. Đội hình sẽ rất thoát. Tiến Tiến và có bóng từ hàng sau của Bùi Cường rất tiếc, bóng ra ngoài một chút xíu. Điểm bóng cho Bảo An 10-12. Điểm cho Bảo An 10-12. Số 10 Vi Văn Phúc xem bóng cho Bảo An. Vi Văn Phúc phát bóng tấn công. Trọng tài đã bắt lỗi Vi Văn Phúc. Giám vạch. Đội hình. Vừa rồi là trọng tài bắt lỗi vị trí. 13-10. Vẫn còn hai cái chân liên tục. Rất tốt, Bùi Văn Cường đã tận dụng cơ hội rất tuyệt vời. 14-10. Quyết định của trọng tài là bắt lỗi thầy giáo Thức chuyền dính bóng trong pha bóng vừa rồi. 15-10.
cho Phú Cường, cách biệt đã là 5 điểm. Nứt rồi. Rượu rồi. Điểm rất tuyệt vời, đó là Bùi Văn Cường. 16-10 rồi. Đội hình Bảo An đã xin hội ý 30 giây lần thứ nhất của hiệp đầu tiên trận bán kết 1. Đúng là không có một kỳ nào có thể chống trả hết công sức của Văn Cường. Cầu thủ cao rồi. Chậm bóng nhẹ chẳng này. Ba mươi giây hội ý của Bảo An đã hết, hai đội tiếp tục trở lại sân thi đấu. Bên phía Bảo An đã có sự điều chỉnh nhân sự, Văn Xuân, Trần Tân và vòng thay đó là Văn Xuân. Ngoại binh Ngọc Thuân đã vào thay Lê Văn Xuân. Rất tiếc và tấn công với rất cao tầm lại ra ngoài chưa chạm tay. Điểm bóng cho Phú Cường 17-10. Phát ra ngoài mất rồi. 11-17. Phú Cường đang tiếp bóng ra ngoài sân. Đội Bảo An 11-17. Phát bóng là chuyền ai? Thầy giáo Thức. Chặn bóng thành công của Ngọc Thuân. 12-17. Cách biệt vẫn đang là 5 điểm. Bùi Văn Cường. Đã bắt lỗi dính bóng của các cầu thủ Phú Cường, điểm bóng thứ 3 liên tiếp cho các cầu thủ Bảo An 13-17. Ngay lập tức các cầu thủ Phú Cường đã xin với 30 giây lần đầu tiên trong hiệp đấu thứ nhất của trận bán kết 1 này. Anh chị em đang xem trên kênh Bóng Chuyền HD nhé. Kênh YouTube là Bóng Chuyền HD. Còn Facebook của nhóm là Bóng Chuyền Hơi Ra Việt Nam. Còn Facebook cá nhân của mình là Đỗ Nguyên Thanh mọi người nhé. Hồi ý 30 giây đã hết, hai đội tiếp tục trở lại sân thi đấu. Điểm bóng đang là 13-17. Cách biệt là 4 điểm. Lấy điểm đang thuộc về Phú Cường. Cực kỳ nhạy cảm các bạn nhé. Pha bóng này tương đối nhạy cảm các bạn ạ. Quyết định của trọng tài vẫn là quyết định cuối cùng. Điểm bóng 18-13. Vâng, quyết định cuối cùng vẫn được đưa ra. Điểm cuối cùng về Văn Cường. 18-13. Bóng đã chạm trán các bạn ạ. Điểm bóng cho Bảo An 14-18. Sau pha kết thúc của Văn Cường. Điểm Bảo An 14-18. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phạt bóng lúc này là anh Tuấn. Vừa rồi các bạn ạ, đó là Duy Thái sinh 2003 đang học lớp 12 của trường Bình Sơn đã bắt bài được Văn Duy trong pha bóng vừa rồi. 15-18, cách biệt chỉ còn là 3 điểm thôi. Lần này thì Đinh Văn Duy đã thành công. Thứ hai tranh chấp trên lưới giữa Đinh Văn Duy và Duy Thái. Đinh Văn Duy đã thành công và ghi điểm thứ 19 cho Phú Cường. Phát bóng cho Phú Cường lúc này là Tiến Nam. Ngọc Phương sinh năm bao nhiêu anh Thành? Bóng trong sân rất cao tầm. 16-19 cho Bảo An. Điểm cho Bảo An 16-19. Duy Thái phát bóng tấn công của Ngọc Xuân, bóng ra ngoài, điểm bóng cho Phú Cường 20-16. Cách biệt đang là 4 điểm. Phát bóng tấn công của Bùi Văn Cường, cầu thủ có những đường phát bóng cực kỳ khó và dị. Bóng ăn vừa cùi vừa tay các bạn. Đinh Văn Duy không phải 3-3 của Bùi Văn Cường thành công rồi. 21-16. Bạch Việt đã là 5 điểm rồi. Bên kia không bật 3-3 quả nào đâu. Đấy là một lỗi dính bóng của các cầu thủ Bảo An. 22-16. 16 phút là nặng rồi đấy. Cách biệt là 6 điểm. Tiếp tục là những pha phát bóng tấn công. Đó là Kim Hoàng. Kim Hoàng sinh năm 2000, cựu học sinh của Bình Sơn đấy, học trò của thầy giáo Thức. Trên sân là 4 thầy trò cùng với hai ngoại binh. Bóng chưa qua lưới. 23-17 cho Phú Cường. Phú Cường phát bóng ra ngoài, điểm bóng cho Bảo An 18-23. Thành bên kia tốt hơn nhiều. Đó lại là Quản Trọng Nghĩa. Ngày hôm nay thì Quản Trọng Nghĩa vẫn như ngày hôm qua. Quản Trọng Nghĩa và Bùi Văn Cường phong độ rất cao. Nội binh thì của Bảo An là tốt hơn hẳn các bạn ạ. Nhưng mà ngoại binh thì Bùi Văn Cường, Đinh Văn Duy và Quản Trọng Nghĩa hôm nay thi đấu rất nổi bật. Bóng hơi thấp một chút các bạn ạ. Và phản công vừa rồi 3-3, bóng chuyền hơi thấp một chút và Bùi Văn Cường cũng không chủ động. Nhưng không sao, điểm bóng vẫn là 19-24, 5 điểm set boy cho các cầu thủ Phú Cường. Phát bóng là Vi Văn Phúc. Vào lưới. Sáu rồi, bắt đầu.
các cầu thủ Phú Cường đã thắng các cầu thủ Công ty Bảo An. Hai đội đổi sân tiếp tục thi đấu hiệp đấu thứ hai. Bắt đôi quả cũng một anh chồng. Xin mời anh chị em trở lại với hiệp thi đấu thứ hai, trận bán kết 1 giải bóng chuyền nam mở rộng xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020. Giữa hai đội trong trang phục áo đỏ là Công ty Bảo An gặp đội Phú Cường trong trang phục áo xanh bên kia lưới. Hai đội thi đấu trận bán kết này với thể thức 3-2. Đây là hiệp đấu thứ hai. Hiệp đấu đầu tiên thì các cầu thủ Phú Cường đã thắng. Và bây giờ chuẩn bị hai đội tiếp tục thi đấu hiệp đấu thứ hai. Đội hình ra sân của Công ty Bảo An trong trang phục áo đỏ: số 10 Vi Văn Phúc ngoại binh, số 9 Nguyễn Ngọc Huân ngoại binh, số 2 Anh Thức ngoại binh, số 7 Anh Tuấn, số 8 Duy Thái, số 6 Kim Hoàng và Libero. Libero là không biết tên các bạn nhé. Kim Hồng thì phải. Văn Kỳ. Libero là Hồng Kỳ, chính xác đúng không? Libero là Hồng Kỳ. Hiệp 2 bắt đầu. Vì Văn Phúc phát bóng tấn công. Chắn bóng chốt chéo đang thành công đầu tiên. Người chắn bóng vừa rồi đó là nội binh Kim Hoàng. Nội binh phụ công Kim Hoàng chính là người của xã Lãng Công luôn. Lần này lại là Ngọc Quân chắn bóng thành công. Hai điểm đầu tiên của hiệp đấu thứ hai đều thuộc về Công ty Bảo An sau hai pha chắn bóng thành công. Vẫn là Vi Văn Phúc phát bóng. Lần này thì Bùi Văn Cường đã thành công từ biên 4. Một pha ném gạch từ biên 4 của Bùi Văn Cường. Điểm bóng cho Phú Cường 1-2. Phát bóng tấn công Bùi Văn Cường. Chúng ta chờ đợi những đường phát bóng cực kỳ khó chịu và uy lực. Ibero Hồng Kỳ đã bắt chuyển một tốt rồi. Ngọc Quân trên trắng các bạn ạ. Pha tấn công chéo sân rất cao tầm của Ngọc Quân. Ngọc Quân đang là chủ công chính của tuyển biên phòng các bạn nhé. Ngọc Quân đến từ Kiến Sương, Thái Bình. Điểm bóng cho Bảo An 3-1. Phát bóng lúc này là Duy Thái. Duy Thái số 8 đeo kính, sinh năm 2003, chính là người con của Lãng Công, đang học cấp 3 Bình Sơn. Quyết định của trọng tài là Quản Nghĩa đã phạm lỗi sang sân khi bóng chưa chết. Điểm bóng 4-1 cho Bảo An. Đó là Quản Nghĩa. Điểm bóng cho Phú Cường 2-4. Bàn bóng tấn công của chuyền hai Đinh Văn Duy. Chuyển một rất tốt của Vi Văn Phúc. Rồi phản công đã đến. 3-3 của Bùi Văn Cường. Đã thành công rồi. Điểm bóng cho Phú Cường. Tiếp tục lại là Đinh Văn Duy. Này thì bóng đã trượt qua lưới. Oh,
Điểm bóng lúc này là 5-3, lợi điểm đang nghiêng về Bảo An. Phát bóng là phụ công Kim Hoàng. Hỗ trợ phòng thủ rất tốt của thầy giáo Đức. Rất tiếc trong pha bóng vừa rồi, bóng hơi thấp các bạn ạ. Kỳ Văn Phúc cũng không tận dụng được cơ hội. Điểm bóng cho Phú Cường 4-5. Phạt bóng tấn công. Xử lý hai chuyền rất nhanh của thầy giáo Thức. Điểm bóng 6-4. Người phát bóng tấn công vừa rồi bên phía Phú Cường đó là An Thái. Không phải, đó là Trịnh Tiến. Mình nhìn nhầm tại vì Trịnh Tiến mặc áo số 3 nhưng lại mặc quần số 5. Điểm bóng lúc này là 5-6. Cái chân rất khéo của Vi Văn Phúc. 3-2, không phải. Tiếp tục lại một pha ném gạch xuống sân của Bùi Văn Cường. Điểm bóng là 6-6. Phát bóng là Quản Nghĩa. Lần này không phải phát bóng tấn công mà là phát bóng bay. Tiếp tục Bảo An tấn công chưa qua lưới. Lần đầu tiên trong hiệp đấu thứ hai này Phú Cường đã vượt lên dẫn trước 7-6. Việt Nam hỗ trợ phòng thủ rất tốt, lại là Bùi Văn Cường. Những nỗ lực rất cố gắng của Bùi Văn Cường. Điểm bóng 8-6. Bảo An đã hội ý 3 điểm liên tiếp cho các cầu thủ Phú Cường. Từ 5-6 bây giờ là 8-6 rồi. Không, cho bà nói nhưng mà thức không phải bình rồi. Đây là khán giả tại sân bóng chuyền xã Lang Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. 30 giây hội ý của Bảo An đã hết, hai đội trở lại sân tiếp tục thi đấu. Có lúc hơi bố này kìa. Đứng ở trên tầng á. Đây là Bùi Văn Cường. Sau khi hội ý thì các cầu thủ Bảo An cũng chưa cắt được chuỗi lên điểm liên tiếp của các cầu thủ Phú Cường. 4 điểm liên tiếp. Từ 5-6 bây giờ là 9-6 rồi. Bỏ bóng rơi tự do của Bảo An. 16. Điểm thứ 5 liên tiếp. Năm điểm liên tiếp các bạn nhé. Bảo An đã xin thay người ngoại binh Lê Văn Xuân vào sân thay chủ công Nguyễn Ngọc Thuân. Phạt bóng bay rất khó chịu của Quản Trọng Nghĩa và cắt bóng chéo sân rất khó chịu của Vi Văn Phúc. Trước khi bóng ra ngoài thì cũng phải kể đến nỗ lực phòng thủ của Tiến Nam. Điểm bóng cho Bảo An 70 sau 5 điểm liên tiếp của các cầu thủ
Phú Cường. Và tấn công hàng sau rất ngọt ngào. Một chắn. Duy Thái không thể chắn được quả Trọng Nghĩa. Duy Thái cao khoảng 1m75 thôi, còn Trọng Nghĩa là 1m90. Điểm bóng lúc này là 11-7. Lần này thì Vi Văn Phúc đã cắt được rồi. Được khoảng 8-11. Cách biệt vẫn đang là 3 điểm. Phát bóng là anh Tuấn. Rất cao tầm. Hàng rào chắn đôi giữa Kim Hoàng và Vi Văn Phúc đã không chắn được Bùi Văn Cường trong pha tấn công vừa rồi. 12-8. Phát bóng lúc này là Tiến Nam. Libero rất xuất sắc của Phú Cường. Tôi đã đến. Bài rồi. Rất đáng tiếc pha tấn công bài biên của Vi Văn Phúc. Bóng lại ra ngoài. Có thể thấy buổi chiều ngày hôm nay phong độ của các ngoại binh công ty Bảo An không được tốt. Cách biệt lại được nâng lên 5 điểm rồi, 13-8. Hiệp đấu đầu tiên thì bóng ngoài sân. 9-13. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì các ngoại binh của công ty Bảo An thi đấu không đúng với phong độ của mình. Phát bóng tấn công của Bùi Văn Cường. Bóng trong sân. 15-9. Đặc biệt là 6 điểm rồi. Tinh thần trên sân thì các cầu thủ Phú Cường đang lên rất cao. Rất tiếc lần này bóng đã chưa qua lưới. Điểm bóng cho Bảo An. 10-16. Không phải 10-15. Bảo trai rồi, bảo trai rồi. Bảo trai con ạ. Đi ra đây này. Không đi được chứ. Anh đứng kia mất đi qua rồi. Thôi ngồi im rồi đây. Bảo trai nha. Trận bóng của Kim Hoàng. Cũng phải rất đáng khen Kim Hoàng. Đội hình chắn bóng rất hiệu quả. Hay ra quần. 11-15. Đợi tí hết xếp này các đội này đi ra con đi theo đi được. Bóng đã cắn mép lưới ra ngoài không chạm tay chắn. 12-15 rồi. Cách biệt là 3 điểm và ngay lập tức các cầu thủ Phú Cường đang xin hồi ý 30 giây. Lần thứ nhất của hiệp đấu thứ hai trận bán kết 1. Giải bóng chuyền nam mở rộng xã Láng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020. Trên sân chuyển hai của công ty Bảo An là thầy giáo Thức. Thầy giáo Thức còn đang là giám đốc của công ty nước lọc tinh khiết La La các bạn nhé. Nước lọc tinh khiết La La. Tôi đã đến. Căng tay. Quản lý đã bỏ bóng
chưa qua lưới, rất đáng tiếc. Thời điểm cực kỳ quan trọng. 13-15 cho công ty Bảo An. 13-15. Khoảng cách 6 điểm, 15-9. Bây giờ được rút ngắn xuống còn 2 điểm thôi. 13-15. Công ty Bảo An cố lên. Phạt bóng là Duy Thái. Cắt bóng thành công của Lê Văn Thuân. 14-15 rồi. Cách biệt chỉ còn là 1 điểm thôi. Phạt bóng rất khó chịu. Đó là sự chủ quan của các cầu thủ Bảo An. Đinh Văn Duy đã cắt được một điểm cực kỳ quan trọng sau chuỗi lên điểm liên tiếp của các cầu thủ Bảo An. 16-14. Người cắt chuỗi lên điểm cho Bảo An là Đinh Văn Duy. Và bây giờ chính anh là người phát bóng. Tranh chấp tuyệt vời của thầy giáo Thức. Lại là pha tranh chấp tiếp theo. Quyết định của trọng tài. 15-16. Điểm bóng cho Bảo An. 15-16. Chia sẻ với tất cả anh chị em nhá, thầy giáo Thức, chuyền hai của Bảo An, còn đang là giám đốc công ty nước lọc tinh khiết La La, chuyên cung cấp vào các trường học. Anh chị em có xưởng sản xuất hay có nhà máy cần cung cấp nước lọc tinh khiết, hãy liên hệ với thầy giáo Thức nhé. Công ty nước lọc tinh khiết La La. Kim Hoàng rất khó chịu. 3-2 hàng sau. Đánh bóng thành công của Lê Văn Xuân. 16-16. Thực sự phải nói các cầu thủ công ty Bảo An cực kỳ bản lĩnh và kiên trì. Bóng đã chạm chắn ra ngoài. 17-16 cho Phú Cường. Trịnh Tiến các bạn ạ, trong pha phát bóng vừa rồi. Điểm bóng là 17 đều. Đã rất lâu rồi các cầu thủ Bảo An chưa vượt lên dẫn điểm. Liệu có lẽ trong pha bóng này không? Biên 4 đang là Quản Nghĩa. Hàng sau 3-2 là Bùi Cường. Rất tiếc, bóng lại phát ra ngoài. 18-17. Giày của Lê Văn Xuân là chú Thanh đang bán nhé, 850k cùng với combo khuyến mại cực kỳ to. Trọng tài đã bắt lỗi hai chạm của các cầu thủ Bảo An. 19-17 rồi, rất đáng tiếc. Alo. Nhìn cũng phải rất thông cảm cho anh Tuấn số 7 và Duy Thái số 8. Hai chàng trai sinh năm 2003 đang đeo hai chiếc kính rất xinh, đang là học sinh lớp 12 của trường cấp 3 Bình Sơn, Sông Lô. Phòng thủ rất tốt của Tiến Nam. Gọi lại đến Vi Văn Phúc thế nào đây? Thành công 18-19 cho Bảo An. Tao biết cứ được rồi, cứ đi đẩy rồi.
mấy huynh ngắn anh? Một bóng là thầy giáo thức. Huynh ngắn đây, huynh ngắn. Rất tốt, tuyệt vời, 19 đều. Thực là các cầu thủ Bảo An quá xuất sắc. Với cách biệt 6 điểm thì bây giờ các cầu thủ Bảo An đã san bằng 19 đều. Đó là một pha kỳ bóng đầy bất ngờ và kỹ thuật. 20-19. Bạch quay lên mà. Nhé. Rất nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ của công ty Bảo An đã không vượt lên dẫn trước được. Và bây giờ điểm đang là 20-19, lợi điểm đang thuộc về Phú Cường. Phải chắn rất cao, đó là Bùi Văn Cường và Đinh Nguyên Duy đã chắn. Phải rất thông cảm cho Vi Văn Phúc trong những pha tấn công vừa rồi. Hai chắn rất cao, đó là Đinh Văn Duy và Bùi Văn Cường đã đứng sẵn tại chỗ rồi. 21-19. Thực sự nếu truyền cho quả đó nó truyền sang công, truyền cho Duy Thái số 8 vẫn đánh được mà. Ngày hôm qua thấy Duy Thái vẫn đánh tốt mà. Biên hai. Alo. Bóng đã lọt chắn. 20-21. Ngày qua mình trực biên Duy Thái tấn công hai pha bóng bật cũng rất cao, bật tại chỗ của Duy Thái và gần như Duy Thái tấn công thì không có chắn luôn. Thầy giáo thức chưa được tỉnh táo lắm, nhưng mà cũng phải công nhận là pha chuyền một vừa rồi không thể xử lý được hơn. Đó lại là Đinh Văn Duy. 22-20. Nhưng mà cũng phải chia sẻ với tất cả anh chị em, muốn truyền cho biên hai phải cần truyền một thuận lợi, nhưng mà truyền một của công ty Bảo An hôm nay không được tốt lắm. Đúng rồi, không chắn, đúng là như vậy. Đó là Duy Thái, chàng trai sinh năm 2003, sinh ra và lớn lên tại chính xã Lang Công, đang học lớp 12 trường cấp 3 Bình Sơn. Đánh chưa hàng nào đâu. Thật ra thầy giáo thức cũng rất tỉnh táo, nhưng mọi người phải hình dung phải cần đến truyền một, tại vì truyền biên hai rất khó mọi người ạ. Cơ hội lại đến. Vớt anh. Duy Văn Phúc cố lên, công ty Bảo An cố lên để trận đấu bước vào hiệp đấu thứ 3, cống hiến cho khán giả. Lại là Kim Hoàng. Kim Hoàng các bạn ạ, lại là Kim Hoàng. Kim Hoàng thi đấu rất hiệu quả. Có thể nói đến giờ phút này, Kim Hoàng số 6, nội binh thi đấu hiệu quả nhất của giải bóng chuyền nam xã Lang Công năm 2020. Kim Hoàng đang mặc áo số 6, sinh năm 2000, một cựu học sinh của trường cấp 3 Bình Sơn. 23-22 rồi. Lần này thì Bùi Văn Cường đã thành công. 23 đều. Trên sân các bạn đang chứng kiến có hai cầu thủ vòng 2 giải vô địch quốc gia vừa rồi là đồng đội, đó là Bùi Văn Cường bên kia và Lê Văn Xuân áo số 5 bên này. Hai cầu thủ đã hạ knock out đội sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long, được đầu tư rất nhiều tỷ trong giải vừa rồi và Kiến Thiết Vĩnh Long đã phải xuống hạng. Sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long với những hoàng thương. 23 đều các bạn nhé. Phạt bóng tấn công của Bùi Văn Cường rất hồi hộp. Kim Hoàng rất xuất sắc. Lê Văn Xuân bản lĩnh đâu. Và tấn công về từ biên 4 của Lê Văn Xuân. Xét bài rồi. 24-23. Đến giờ phút cuối cùng thì đội có xét bài trước, lại là công ty Bảo An. Phạt bóng là một cầu thủ rất bản lĩnh và lầm lì, đó là Duy Thái. Bóng trong sân rất cao to. 24 đều các bạn ạ, à, rất hay và hồi hộp. Qua đã có đánh lên 4 mấy chúng ta cũng phải rất ghi nhận Lê Văn Xuân.
Xuân. Lê Văn Xuân thi đấu và được đào tạo là phụ công nhé. Nhưng Lê Văn Xuân cũng đã ra thi đấu biên. Hiện tại Lê Văn Xuân đang đánh biên trong tình huống này. Hai mươi bốn đều. Lợi thế đỡ phát bóng đang thuộc về công ty Bảo An. Phát bóng tấn công của Đinh Văn Duy. Rất tốt. Rồi phản công đã đến Bùi Văn Cường 3-3. Bóng trong sân thật là tuyệt vời. 25-24 rồi. Bảo An xin tay đổi người. Phản công chắn gì? Đang cần công. 25-24. Bảo An có sự thay đổi người. Các bạn phải thông cảm cho. Chủ công Lê Văn Xuân được đào tạo và xuất thân là phụ công nhé. Nhưng mà cầu tấn công này đã có Kim Hoàng phụ công rồi. Gần chỗ sáng còn bình nữa, Hoàng đứng chỗ sáng em. Quân ơi. Ngọc Thuần đã không để đội trưởng thầy giáo Thức thất vọng trong pha bóng vừa rồi. Thời điểm quyết định Ngọc Thuần đã vào sân, ghi được điểm số rất quan trọng 25-25. Bùi Văn Cường lại thành công rồi, 26-25. Đợi điểm đang thuộc về Phú Cường. Phát bóng lúc này là Trịnh Tiến. Cầu thủ đã phát bóng không tốt trong tình huống trước. Lần này thì an toàn rồi. Nguyễn Ngọc Quân. Rồi đã đến Quản Nghĩa, không phải Bùi Cường. Giải bóng chuyền nam mở rộng xã Long Công, tỉnh Sông Lô, Vĩnh Phúc năm 2020. Và đội công ty Bảo An đã đồng giải 3. Xin chúc mừng Bùi Văn Cường, Quản Trọng Nghĩa và Tiến Nam, Trịnh Tiến, An Thái. Xin chúc mừng, xin cảm ơn tất cả anh chị em đang theo dõi trên kênh Bóng Chuyền HD. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những trận đấu tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.